Đây là những bông hoa tú cầu chúng ta làm xong như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ cắm vào bình nhé. Bình thì của chúng ta đã làm sẵn xốp riêu như thế này. Thì nếu như bạn nào chưa biết cách làm xốp riêu thì các bạn xem lại video hướng dẫn của Hoa Rất Sét Hột Điệp nhé. Đây cái phần kẽm chúng ta sẽ cắt ngắn bớt. Rồi chúng ta sẽ dùng keo sữa. Chấm keo sữa và chúng ta cắm vào. Thấy nó rất là tự nhiên như bình hoa thật, đúng không nè? Rồi những cái phần mà trang trí cái miệng chậu thì chúng ta có thể sỏi, dùng những viên sỏi chúng ta để. Còn nếu cố định thì mình chấm cái keo nến các bạn, để cho nó dính chặt lên trên miệng chậu luôn. Con này mình để trên bàn, không có vận chuyển đi thì mình có thể là chỉ việc để lên trên cái miệng chậu thôi, không có di chuyển thì mình dán keo cố định luôn là xong. Rồi, thế là đã xong một bình hoa tú cầu như thế này, nhìn nó rất là sinh động và y như hoa thật ha. Rồi, chúc các bạn thành công và có những sản phẩm đẹp nhé.